là tôi đi thứ ba đó, thứ tư đó. Ừ đó. Trời lúa nãy giờ ông dọn đi, không thấy giống tôi trá. Cái này thứ hai là anh hai là nói sớm nó xui không bình á, rồi thấy em thì tới nó đó, còn nó em gái nữa, nhà bố anh em phải đi em gái nó chồng nó vậy. Không giờ nãy giờ không thấy ông Tân hả? Ai vậy? Đúng không? Không giống anh em cùng chung tổ, không giống đạt. Nó chụp ảnh mà, nó chụp ảnh nè. Con nó thì con cày không nhỏ. Ông này nó chỉ 300. Cái chú nó cầm kia nhỏ. Lại có 500. Tại vì lên chơi nó chỉ có 300 thôi. Mua cái 500, cái 500, cái ngàn thì anh mua không nổi đâu. Cái đó anh phải đặt. Đúng trưởng. Của em 300 thì đây tới 200 mét thì tới chỗ mấy bụi chuối chích kinh chản á. Vậy thôi chứ đó, tại vì nó có 200 thôi. Nó nói anh chơi chứ tầm 500 đó rồi gặp người ta rồi trong đó để bắn biết cái sợ gì thì mà anh phải đặt. Mà cầm cái đó anh phải cầm, anh phải dùng cái chân đế. Cái này với em thì em phóng phà đi tới có gạn khúc gì được nè, nó gạn khúc nữa. Chứ không phải vậy. Cái là biến. Xem mấy ông này một thì quay, thứ hai nữa mấy ông muốn bán gì thì mình bán gì cho ông. Thì ông nói cái máy đó, ông ví dụ như cái máy này bây giờ là 22, 23 triệu, 25 triệu, rồi anh em nào cần á thì liên hệ số điện thoại mình để trên YouTube luôn vậy đó. Rồi cứ hoặc là ví dụ như đồng nào mà dù 30-40 công mà ai cần á thì điện liên hệ thì mình liên giúp cho người ta. Vừa đi chơi với mấy ổng, vừa đi chơi với mấy ổng là mình vừa mình làm được cái mình chuyện mình. Hai nữa mấy ông này bà con với ông này kia kìa, ông mà chạy tới đứng đẳng á, móm á, con như gần xóm vậy đó. Vậy là cũng muốn đi dài với người ta hả? Ông muốn ngủ mấy con vậy, người ta biết riêng mình rồi. Rồi sau đó nó nói về, bây giờ là vợ giờ trở về chảnh nữa rồi. Chảnh này ban đêm ban ngày thì đi tự nó phải chui lét không. Sau này anh thấy mấy cái thằng mà gọi là nó giúp sức chi nghiệp á là nó sống này, nó sắm cái cần cái tầm tay vậy nè, nó chống cái đồ rung cái cần đó là tầm khoảng là 90 triệu lận. Là anh đi là nắp cái rung. Tôi thì làm biến, tại tôi không phải đi, tại vì chỉ quay một chút rồi bắt đầu cái như là chuyện khác nên không có đầu tư cái đó làm chi nữa. Cực đi với mấy ông này mình biết, em đi với mấy ông này á xuống nó mua ngang đang chạy ra hỏi này như ví dụ như ba mấy triệu rồi ông kia nói ừ rồi cái ông đó mà chúng nó mới tập luôn rồi không chạy gì luôn tập luôn bộ gò bọt đó đó rồi lên ông tập cho chạy cho đã đi rồi đó rồi đó rồi là giao cái máy luôn, nghĩa là giao tiền rồi đi về. Còn là máy tài này bây giờ là ở nhà nó lắp ráp được, nó làm cái này là độc chứ đó.
đầy cầu đời.